Chắc chắn là cái video này bị chia thành hai rồi, bởi vì lúc nãy tôi không để ý, tôi quay cái video trước là Full HD 1080, nó không ghép được và được làm một video, nên là tôi úp video đấy trước, video này sau, thì video nó chia thành hai phần. Đây này, đây là cám ngô này, cám ngô rang xém xém đi này, như vậy là ok rồi này. Anh em nhìn thấy rang nó sụm màu vàng cánh gián lên như này là ok này. Tắt bếp đi. Kết hợp với cả thính nền, nhưng mà thính nền này tốn rất ít thôi, khoảng một bát thính nền thôi. Đấy. Rồi, ok. Cái video này sẽ là phần 2. Ngô bung ấy. Ngô vỡ anh em luộc lên tầm 30 phút. Tôi đây ra tôi lấy quạt, tôi quạt cho nó nguội đi một chút đã. Đây cắm ngô này. Ok anh em. Đây tôi để một lúc thì lấy quạt quạt thì nó đã nguội đi rồi. Cho cắm ngô rang này. Và một bát thính nền. Một bát thính nền. Ốc đây, ốc để ráo nước, ốc đập dập để ráo nước này. Mấy cái này đảo lên đã, còn một nguyên liệu nữa. Đấy, giờ còn cái này. Cái này chính là cám cá. Đây là cám cá xay mịn anh em. Anh em đi ra quán đồ câu mua cái cám cá mà nó nuôi cá, người ta nuôi cá đấy. Hai bát. Ok. Mua cái cám cá mà viên nó tròn tròn đấy, xong rồi anh em về xay ra. Rồi đi chuyên chấm. Đây, ok, một thiếu thứ không thể thiếu nữa là hạt sốt. Rồi bây giờ mang đi oánh chấm, cái này chuyên chấm trắng mới chấm đen.
một cân rưỡi ngô vỡ hạt bung này, 7 lạng cám ngô rang vàng, 1 cân ốc, 2 bát cám cá, 10 chuyên săn chấm đen chấm trắng. Con mồi này nó khá rẻ, chỉ khoảng tầm mấy chục. 2 cân kia là mất 8.000, cân ốc mất 12.000 nữa là 18, 12, 40. Mất khoảng 50.000 ổ thính này. Mà khá hiệu quả. Rất hiệu quả luôn. Rồi ok, giờ tôi đi tôi thu dọn đồ. Đây, đống chiến trường. Ok anh em, chúc anh em may mắn nhé.